thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể, hành định không vô biên xứ, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể hành định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể hành tám giải thoát, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể hành tất cả pháp môn tam ma địa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể hành tất cả pháp môn Đà La Ni, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể hành pháp môn giải thoát không, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể hành năm loại mắt, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể hành 6 phép thần thông, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể hành 10 lực Phật, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể hành 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể hành đại từ, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể hành đại bi, đại hỷ, đại xả, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể hành pháp không quên mất, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể hành tánh luôn luôn xả, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu những phương tiện thiện xảo nào mà có thể hành trí nhất thiết, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, có thể hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Phật dạy: này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo thế này, tuy tu học biết tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, nhưng thường tinh cần thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tuy thường tinh cần thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, nhưng tinh cần tu học biết các hữu tình và các cõi Phật đều lấy vô tánh làm tự tánh. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy tuy hành bố thí ba la mật đa, học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh, tuy hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh, tuy an trụ pháp không nội, học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh, tuy an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh.